Trong những ngày gần đây, dư luận xã hội không khỏi bàng hoàng và đau xót trước hai vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại Hải Dương. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những nguyên nhân tâm lý đằng sau các hành động này, hiểu rõ hơn về sự phức tạp của mối quan hệ gia đình trong xã hội hiện đại và rút ra bài học quan trọng về cách gìn giữ mái ấm gia đình trước những sóng gió của cuộc sống. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Buổi chiều đẫm máu. Chiều ngày 23 tháng 6 tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, một vụ án mạng đã xảy ra do mâu thuẫn gia đình. Nghi phạm Dương Đình Luyện, 39 tuổi, đã gọi vợ cũ là chị TTNA, tên nạn nhân viết tắt, về nhà nói chuyện. Luyện sau đó lái xe ô tô bán tải màu xanh không rõ biển số đến nhà bà H, tên viết tắt, mẹ ruột của chị TTNA, ở phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại hiện trường, Luyện đã dùng hung khí sát hại bà H và chị TTNA. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Luyện nhanh chóng lái ô tô rời khỏi hiện trường. Các nạn nhân được người dân phát hiện trong tình trạng bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H đã tử vong vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày. Và đến hơn 23 giờ, chị TTNA cũng không qua khỏi. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Văn An cho biết, nghi phạm Luyện và chị TTNA đã ly hôn và có một con chung. Ngay sau vụ việc, Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an thành phố Chí Linh nhanh chóng vào cuộc truy bắt Luyện. Ngày 24 tháng 6, lãnh đạo phường Văn An xác nhận thông tin về cái chết của nạn nhân thứ hai, chị TTNA. Ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương phát hiện thông báo truy tìm Dương Đình Luyện. Theo thông tin điều tra, Luyện hiện không rõ đang ở đâu. Luyện có nốt ruồi cách 3cm trên trước mép phải và khi bỏ trốn mặc áo phông cộc tay cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B2-70686. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo, ai biết phát hiện thông tin về đặc điểm của đối tượng và phương tiện như trên thì báo ngay đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương. Qua đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, số điện thoại 0902-039-386 hoặc đồng chí Đinh Trung Kiên, số điện thoại 0902-034-555. Mọi thông tin cung cấp có giá trị sẽ được xét thưởng với số tiền lên đến 500 triệu đồng. Nếu ai cố tình che giấu đối tượng, phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Vụ án mạng này là một bi kịch, gia đình điển hình bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình và sự cần thiết của hỗ trợ tâm lý trong gia đình. Hành vi của Luyện không chỉ là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng mà còn là một hành động đẩy cả hai gia đình vào tình trạng đau khổ không ngừng. Việc cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc và phát đi thông báo truy tìm đối tượng cho thấy quyết tâm bảo vệ an ninh trật tự và đảm bảo công lý. Tuy nhiên, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng và lực lượng chức năng để nhanh chóng bắt giữ đối tượng và đưa ra xét xử theo quy định pháp luật. Nghi phạm ra tay sát hại các nạn nhân do bốc đồng hay có tính toán. Mâu thuẫn tình cảm là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bạo lực gia đình và các hành vi phạm tội nghiêm trọng. Trong trường hợp này, Luyện và chị TTNA đã ly hôn và Luyện có thể vẫn còn mang trong lòng nhiều cảm xúc tiêu cực về việc này. Những cảm xúc như ghen tuông, thất vọng và thù hận có thể đã tích tụ và bùng phát trong ngày xảy ra vụ án. Theo thông tin ban đầu, Luyện đã gọi vợ cũ là chị TTNA về nhà nói chuyện, rồi sau đó lái xe ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà H, mẹ ruột của chị TTNA tại phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây không biết vì lý do gì, Luyện đã dùng hung khí tấn công, sát hại cả hai người phụ nữ. Hành vi của Luyện không chỉ là sự cố tình giết người, mà còn là hành động đầy tính toán và tàn nhẫn. Việc Luyện tấn công cả bà H, người mẹ, vợ cũ mình, cho thấy đối tượng không chỉ muốn trả thù vợ cũ mà còn muốn xóa bỏ mọi liên quan đến mối quan hệ gia đình cũ. Đây là một hành vi tàn ác và không thể chấp nhận, thể hiện sự thù hận sâu sắc và lòng tàn bạo của đối tượng. Dù chưa rõ động cơ chính xác dẫn đến hành vi tàn ác này, nhưng có thể thấy rằng mâu thuẫn gia đình và sự thù hận đã biến Dương Đình Luyện trở thành một kẻ giết người không chút lương tâm. Việc đối tượng không chỉ sát hại vợ cũ mà còn tấn công cả mẹ vợ cũ cho thấy mức độ tàn bạo và lòng hận thù không thể đo lường. Từ góc nhìn của chuyên gia tâm lý tội phạm học,
việc Dương Đình Luyện ra tay sát hại vợ cũ và mẹ vợ cũ là một hành vi đầy phức tạp, đang xen giữa mâu thuẫn tình cảm, sự thất vọng và lòng thù hận. Việc phân tích tâm lý đối tượng trong vụ án này có thể giúp lý giải hành vi của Luyện. Theo các chuyên gia, có thể xảy ra hai trường hợp trong vụ án dã man này. Những kẻ phạm tội đã có tính toán thường lên kế hoạch kỹ lưỡng, chuẩn bị hung khí, chọn thời điểm và địa điểm phù hợp để thực hiện hành vi. Trong trường hợp này, việc Luyện gọi điện cho vợ cũ để nói chuyện, rồi lái xe đến nhà bà Hát và mang theo hung khí, cho thấy sự chuẩn bị nhất định. Luyện đã xác định rõ mục tiêu và có thể đã có kế hoạch từ trước đến khi gặp vợ cũ. Điều này thể hiện qua việc anh ta lái ô tô đến hiện trường, mang theo hung khí và nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi thực hiện hành vi. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng hành vi của Luyện là bộc phát, xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ khi không đạt được mục đích. Nếu Luyện đến gặp vợ cũ với hy vọng níu kéo tình cảm và bị từ chối, anh ta có thể đã không kiềm chế được cảm xúc giận dữ và thất vọng, dẫn đến việc tấn công sát hại hai người một cách dã man. Ngày xảy ra vụ án, Luyện muốn nói chuyện với vợ cũ có thể vì anh ta hy vọng sẽ có một cơ hội để có thể hàn gắn mối quan hệ. Khi không đạt được mục đích, sự thất vọng và giận dữ có thể đã kích động anh ta ra tay tàn ác. Dưới góc nhìn tâm lý học tội phạm, Dương Đình Luyện có thể thuộc nhóm đối tượng có xu hướng bạo lực khi gặp thất bại trong việc kiểm soát tình huống và cảm xúc cá nhân. Sự bất ổn tâm lý do mâu thuẫn tình cảm kéo dài có thể khiến Luyện mất kiểm soát và dẫn đến hành vi bạo lực. Việc không thể chấp nhận thực tế ly hôn và mất đi sự kiểm soát trong mối quan hệ có thể là nguyên nhân chính khiến anh ta trở nên tàn ác. Luyện có thể thiếu kỹ năng giải quyết xung đột một cách hòa bình và hợp lý. Việc chọn cách tấn công vợ cũ và mẹ vợ cũ thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc giải pháp khác cho thấy sự thiếu kỹ năng và hỗ trợ tâm lý cần thiết. Sự cố chấp trong việc níu kéo mối quan hệ và lòng thù hận đối với những người liên quan có thể đã đẩy Luyện đến hành vi tàn bạo. Anh ta có thể cảm thấy mình bị phản bội và mất mát, dẫn đến sự giận dữ và quyết định trả thù. Việc Dương Đình Luyện ra tay sát hại vợ cũ và mẹ vợ cũ có thể là một sự kết hợp giữa hành vi tính toán trước và bộc phát do không đạt được mục đích tình cảm. Hành vi này phản ánh sự bất ổn tâm lý và thiếu kỹ năng giải quyết xung đột của đối tượng. Đây là một lời cảnh báo về tầm quan trọng của sự can thiệp tâm lý và hỗ trợ kịp thời cho những người có dấu hiệu bất ổn tinh thần và mâu thuẫn gia đình nhằm ngăn chặn những bi kịch tương tự xảy ra trong tương lai. Cuộc truy lùng nghi phạm gây ra vụ thảm án. Sau khi thực hiện hành vi giết người, nhiều kẻ phạm tội chọn cách lẩn trốn. Đây là một phản ứng tự nhiên và phổ biến, bắt nguồn từ những lý do tâm lý và cảm xúc phức tạp. Kẻ phạm tội biết rằng hành vi của mình là vi phạm pháp luật nghiêm trọng và sẽ phải đối diện với hậu quả nặng nề, bao gồm án tù dài hạn hoặc thậm chí là án tử hình. Sự sợ hãi này là động lực chính thúc đẩy họ lẩn trốn để tránh bị bắt giữ và trừng phạt. Từ góc nhìn tâm lý, hành vi lẩn trốn có thể được xem là một phản ứng bản năng để tự bảo vệ mình trước mối đe dọa. Kẻ phạm tội cảm thấy an toàn hơn khi không phải đối diện với cơ quan chức năng, hy vọng rằng việc trốn tránh sẽ giúp họ duy trì sự tự do dù chỉ trong một thời gian ngắn. Không chỉ sợ hãi pháp luật, kẻ phạm tội còn phải đối mặt với bản án lương tâm và sự phán xét của dư luận. Dư luận xã hội có thể là một áp lực khổng lồ đối với những kẻ phạm tội. Họ sợ bị cộng đồng lên án, bị người quen biết xa lánh và khinh miệt. Đặc biệt trong những vụ án gây chấn động, sự chú ý của báo chí và công chúng có thể khiến kẻ phạm tội cảm thấy bị dồn ép và cô lập. Bên cạnh sự trừng phạt của pháp luật, kẻ phạm tội còn phải đối diện với bản án lương tâm của chính mình. Những cảm giác tội lỗi, hối hận có thể trở thành gánh nặng tâm lý không thể trốn tránh. Đặc biệt, khi nghĩ đến những người thân yêu như đứa con chung, kẻ phạm tội có thể bị dày vò bởi ý thức về hậu quả của hành vi của mình. Kẻ phạm tội cũng lo sợ việc hành vi của mình sẽ gây tổn thương và xấu hổ cho gia đình. Đặc biệt nghĩ đến đứa con chung, họ có thể cảm thấy tội lỗi khi nhận ra rằng hành vi của mình đã làm tổn hại đến tương lai và tâm lý của con cái. Nỗi sợ bị con cái khinh thường, không thể nhìn mặt chúng có thể là động lực mạnh mẽ khiến họ lẩn trốn. Trong trường hợp của Dương Đình Luyện, anh ta biết rằng hành vi của mình sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Sự sợ hãi này thúc đẩy anh ta lẩn trốn, hy vọng tránh được sự bắt giữ của cơ quan chức năng. Luyện có thể cảm thấy áp lực từ dư luận xã hội, lo sợ bị cộng đồng lên án và phán xét. Anh ta cũng phải đối diện với bản án lương tâm, cảm giác tội lỗi khi nghĩ về con chung và gia đình. Sự dày vò này có thể khiến Luyện chọn cách lẩn trốn thay vì đối diện với thực tế. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Luyện có thể cảm thấy tuyệt vọng và cô lập, không còn thấy lối thoát nào khác cho việc lẩn trốn. Cảm giác mất kiểm soát,
và bất lực có thể khiến anh ta chọn cách né tránh thay vì đối diện với hậu quả. Hành vi lẩn trốn của những kẻ phạm tội sau khi thực hiện hành vi giết người xuất phát từ sự sợ hãi trừng phạt pháp luật và áp lực từ dư luận. Họ cũng phải đối diện với bản án lương tâm, cảm giác tội lỗi và hối hận. Trong trường hợp của Dương Đình Luyện, những yếu tố tâm lý này có thể đã thúc đẩy anh ta lẩn trốn, tránh đối diện với hậu quả nghiêm trọng của hành vi tàn ác của mình. Hai vụ án mạng, một điểm chung đau lòng. Các vụ án mạng gần đây tại Hải Dương, bao gồm vụ án của Dương Đình Luyện và Trần Văn Dương, đã làm nổi bật sự phức tạp và mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Những vụ án này không chỉ là những bi kịch cá nhân mà còn lại phản ánh về những vấn đề xã hội nghiêm trọng, bao gồm sự ích kỷ trong lối sống của con người hiện đại, sự mai một của giá trị đạo đức là nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng đau lòng. Những cám dỗ và sự mai một của các giá trị cốt lõi, xã hội hiện đại với những cám dỗ vật chất ngày càng tăng và con người chạy theo tiền bạc và danh vọng, bỏ qua các giá trị đạo đức cơ bản. Trong bối cảnh này, những người như Dương Đình Luyện và Trần Văn Dương có thể cảm thấy áp lực và bị cuốn vào vòng xoáy của vật chất và tham vọng. Sự đố kỵ, ghen tuông và lòng tham có thể khiến họ mất kiểm soát và thực hiện được những hành vi tàn ác. Những cám dỗ này không chỉ ảnh hưởng đến các cá nhân mà còn gây ra sự mất cân bằng trong mối quan hệ vợ chồng. Khi một người cảm thấy đối tác của mình có thể bị cám dỗ bởi vật chất hoặc quan hệ ngoài luồng thì sự nghi ngờ và bất an có thể dễ dàng kích phát, xung đột và dẫn đến hành vi bùng phát bạo lực. Những giá trị đạo đức như lòng chung thủy, sự tha thứ và tôn trọng lẫn nhau đang dần mai một trong xã hội hiện đại. Những giá trị này từng là nền tảng vững chắc của một gia đình hạnh phúc và bền vững. Khi các giá trị đạo đức bị suy giảm, sự tôn trọng và trung thành trong mối quan hệ vợ chồng cũng bị ảnh hưởng dẫn đến mâu thuẫn và xung đột gia tăng. Nền tảng gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, việc nhịn nhau và giữ gìn mái ấm gia đình là ưu tiên hàng đầu trong mối quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên ngày nay, khi một mâu thuẫn nhỏ cũng có thể dẫn đến sự tan vỡ của hôn nhân, điều này cho thấy sự thiếu kiên nhẫn và kỹ năng giải quyết xung đột. Những vụ án như của Dương Đình Luyện và Trần Văn Dương là minh chứng cho việc thiếu sự hòa giải và nhịn nhục trong gia đình. Khi mâu thuẫn xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết bằng cách thấu hiểu và nhường nhịn, nhiều cặp vợ chồng chọn cách đối đầu. Điều này không chỉ phá vỡ nền tảng gia đình mà còn tạo ra những hệ lụy nghiêm trọng cho tất cả các thành viên trong gia đình, nhất là những đứa con. Những vụ án mạng này cho thấy sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em trong gia đình. Khi một gia đình tan vỡ do bạo lực hoặc mâu thuẫn không được giải quyết, trẻ em là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng không chỉ mất đi môi trường gia đình ổn định, mà còn có thể bị tổn thương tâm lý sâu sắc trong suốt quãng đời còn lại. Lối sống ích kỷ và hậu quả nghiêm trọng. Trong mối quan hệ vợ chồng, sự ích kỷ này có thể dẫn đến những xung đột và mâu thuẫn không thể hòa giải. Khi một người chỉ quan tâm đến mình, họ có thể dễ dàng bỏ qua những nỗ lực và hy sinh của đối tác, dẫn đến sự bất mãn và thù hận. Trong vụ án do nghi phạm Dương Đình Luyện thực hiện, lối sống ích kỷ của đối tượng có lẽ là căn nguyên dẫn đến hệ quả đau lòng. Đối với những vụ án của Trần Văn Dương, việc nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính có thể xuất phát từ sự ích kỷ và thiếu tin tưởng, thay vì thấu hiểu và trò chuyện. Dương đã chọn cách bạo lực gây ra hậu quả nghiêm trọng. Khi gia đình đổ vỡ, hậu quả không chỉ dừng lại ở việc mất đi một mối quan hệ hôn nhân mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ gia đình và xã hội. Những hậu quả này bao gồm tổn thương tâm lý, mất mát tài sản và ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em. Hơn nữa, những vụ án mạng như vậy tạo ra sự bất ổn trong cộng đồng, gây ra sự sợ hãi và mất niềm tin vào sự an toàn và công lý. Những vụ án mạng gần đây tại Hải Dương đã làm nổi bật sự phức tạp và mâu thuẫn trong đời sống vợ chồng. Sự cám dỗ vật chất, sự mai một của giá trị đạo đức, nền tảng gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng và lối sống ích kỷ dù đã tạo ra môi trường thuận lợi cho các mâu thuẫn gia đình bùng nổ thành bạo lực. Để ngăn chặn những bi kịch tương tự, cần có sự can thiệp và hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và các tổ chức xã hội nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng giải quyết xung đột, bảo vệ giá trị đạo đức và nền tảng gia đình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.